Xin chào, hôm nay kênh điện nước đơn giản sẽ chia sẻ với các bạn về mạch khởi động sao tam giác. Mạch khởi động sao tam giác khá quen thuộc trong các mạch điện dùng trong sản xuất. Nhằm giảm dòng điện khi bắt đầu khởi động các động cơ công suất lớn, mạch sao tam giác là lựa chọn tốt nhất. Vậy cùng tìm hiểu về cấu tạo và ứng dụng của mạch điện này nhé. Mạch khởi động sao tam giác là gì? Mạch khởi động sao tam giác, star delta starter, có cái tên miêu tả khá cụ thể về chức năng và cấu tạo của mình có thể hiểu đây là mạch điện dùng khi khởi động cho các động cơ không đồng bộ ba pha roto lồng sóc. Đây là những động cơ có công suất lớn, khi bắt đầu khởi động sẽ cần có nguồn điện cao, nếu sử dụng các loại mạch điện thông thường sẽ gây ra các hậu quả như làm sụt điện, hỏng máy. Do đó, mạch khởi động sao tam giác được ứng dụng như một giải pháp tốt nhất dùng để chạy khởi động các loại máy móc này. Khi bắt đầu khởi động, mạch sẽ chạy ở chế độ hình sao, còn khi động cơ chạy đến một định mức nhất định sẽ chuyển sang chạy ở chế độ tam giác. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, share và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những kiến thức và kinh nghiệm thú vị khác. Cảm ơn bạn đã xem và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bạn muốn mình hướng dẫn thêm gì nữa? Thì hãy đặt câu hỏi ở phía dưới, kênh điện nước đơn giản sẽ trả lời các bạn sớm nhất.